Tèn 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 tèn. Hello các bạn, đã quay trở lại với kênh của mô tô mô hình nha. Lâu quá rồi, mình chưa có làm một cái clip nào về mô tô mô hình. Thì do công việc hiện tại của mình đang rất là lu bu, rồi khách dồn khách quá nên mình không có thời gian mình làm clip cho các bạn xem. Thì hôm nay mình làm xong con 3R, một trong những sản phẩm mới nhất đến từ nhà Honda. Thì hôm nay mình sẽ review sơ qua thôi, để các bạn có thể hình dung được con xe ha. Ok, thì cái con xe này làm cái mẫu mới nhất của Honda và xe thật nó hiện tại bây giờ nó cũng chưa có ở Việt Nam luôn. Vậy mà mô hình nó đã về tới đây rồi nè các bạn. Về cái phần độ nâng cấp cho xe này thì có phuộc kim loại, và bên shop mình cũng có làm thêm cho nâng cấp thêm cho con xe này là về nhông, bộ nhông sinh dĩa. Các bạn có thể xem cái hình chi tiết ở trong cái đoạn hình chi tiết đó, trong cái fanpage của mình, hoặc là mình có thể mình kép cái hình vào cái đoạn clip này luôn cho các bạn xem cho dễ. Rồi cái phần thứ hai và khó khăn nhất trong cái phần mà làm của con xe này là về cái phần sơn. Thì các bạn phải pha sơn như thế nào cho nó đẹp nhất, cho nó phù hợp nhất, để mà có một cái màu nó hài hòa với lại cái bộ tem của bên nhà sản xuất. Và con xe này mình đã nghiên cứu rồi trộn sơn rất là nhiều nó mới ra được cái màu như thế này. Thì hiện tại bây giờ mình đã làm xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi ship con xe này. Và ship ở đâu thì chút xíu nữa mình sẽ làm clip tiếp cho các bạn xem. Bây giờ cũng đã trễ rồi nên mình tranh thủ mình đi ship xe luôn. Mình sẽ có một cái clip tiếp theo để mà mình review kỹ hơn chiếc xe này, để giúp cho các bạn mới chơi làm con xe này sẽ không bị lỗi và sẽ không bị những cái vấn đề khó khăn trong lúc làm. Ok, hiện tại bây giờ thì mình gói xe ha, rồi mình chuẩn bị đồ để mình đi thôi. Ok, theo mình nha. Và quên một cái nữa là mình sẽ lấy con bò tơ của mình để đi xíu con bò khủng này cho khách nha các bạn. Ok. Hello, hello.
xe của các bạn đây. Đó, bây giờ nó đã tới Vũng Tàu luôn rồi nè. Nha mấy bạn, tóc ướt hết rồi nè. Nên là đi chụp hình ngoại cảnh cho em TBR 3G đúng không? TBR 1 rồi. Cho mình thấy dây kiểm mới điện điểm mới. Để chụp đó là chiếc 3R Parke. 3R Parke. Tụt môi ra. Ta đám cảnh. Để quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Mọi người muốn xem con này hay nào xem con này. Hay mình làm con này ha. Nhân dịp chính của mình. Các bạn xem cái hậu trường nha. Đó. Xong rồi anh. Chưa, để xe lên. Đó rồi. Công nhận ra nắng anh mù quá. Trời có hồn. Đi tới là ship muốn xỉu. Nắng muốn xỉu. Xin xuất hiện nha. Sao à? Gần quá. Mới lại đuổi nữa. Mày nha mày. Mày nha mày. Đi tin nghệ thuật các bạn. Ổn không? Cho anh không để xíu nữa cho anh nó nắng. Cái giờ đang xíu nè. Cái này nè. Đúng rồi. Đổ mồ hôi hột. Thời gian chờ đợi ổng gói xe thì mình sẽ quay. Hả? Nhanh vô. Nè, anh có thể có thể quay một vòng xe cho các bạn xem không? Từ hôm làm tem tới giờ anh chưa quay clip á. Hả? Sẽ có một clip riêng nữa. Cái clip đó khi nào? Sau ngày hôm nay. Sau ngày hôm nay. Chắc còn lâu lắm mọi người. Đây là bộ tem áo mới của em đó. Nhí hẹn xích xơ. Wow. Good.